Xin chào toàn thể anh chị, chúc anh chị có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe. Khi đi đầu tư bất động sản thì nhà đầu tư nào cũng mong muốn có lãi, nhưng để đầu tư có lãi thì không phải ai cũng làm được. Và trong video ngày hôm nay, em sẽ chia sẻ cho anh chị 5 bí quyết để đầu tư bất động sản hiệu quả. Bí quyết số 1 là chọn bất động sản có tính thanh khoản tốt. Dù bạn định đầu tư vào bất động sản ở trung tâm hay ven đô, thổ cư, nhà phố, chung cư, liền kề hay biệt thự thì tiêu chí đầu tiên là tính thanh khoản. Tính thanh khoản được hiểu đơn giản là khả năng chuyển đổi thành tiền mặt. Giả sử sau khi bạn mua bất động sản đó xong, câu hỏi là ngay bây giờ bạn bán có người mua hay không? Có thể câu trả lời là không. Thậm chí bạn cần tiền, bây giờ bán rẻ hơn một chút, có người mua hay không? Câu trả lời vẫn có thể là không có. Bạn mua vào rất dễ và thoát hàng thì rất khó. Đặc biệt bạn định vay tiền của ngân hàng, người quen để đầu tư, có thể rất lâu hoặc không biết đến bao giờ mới có thể rút tiền ra được. Sau đó bạn sẽ cảm thấy sốt ruột vì tài sản không tăng giá, bán không ai mua và hàng tháng vẫn phải chịu lãi. Chỉ đầu tư những tài sản này nếu bạn thực sự rảnh rỗi về tiền mặt và có ý tưởng đầu tư dài hạn. Sau đây em sẽ lấy cho anh chị một ví dụ. Một bất động sản không quá xa trung tâm, cách khoảng 3 đến 10 km hoặc nơi sầm uất thường có tính thanh khoản tốt. Vậy tại sao lại là 3 đến 10 km? Lý do là mọi người sẽ chấp nhận di chuyển trong khoảng cách này, mất từ 10 đến 15 phút di chuyển, đó là nhu cầu tiêu dùng thực. Khi nhắc đến thị trường bất động sản, thường có hai nhu cầu cơ bản là đầu tư và tiêu dùng. Khi thị trường đi xuống, có thể nhu cầu đầu tư biến mất và chỉ còn nhu cầu tiêu dùng. Nếu mua bất động sản không quá xa nơi sầm uất, dù thị trường đi xuống, vẫn luôn có nhu cầu tiêu dùng và bạn có thể bán được bất động sản của mình, thoát ra khỏi thị trường. Nhiều người mất tiền hoặc đọng vốn hàng tỷ đồng là do mua bất động sản ở vị trí quá xa trung tâm, nơi không có nhu cầu tiêu dùng. Một số bất động sản khác thì do giá quá cao, không phù hợp với nhiều người nên khi thị trường đi xuống cũng mất luôn tính thanh khoản. Chính vì vậy, câu hỏi đầu tiên trước khi mua vào đó là: nếu tôi cần tiền, bán ngay thì có ai mua không? Hay tính thanh khoản của bất động sản này có cao hay không? Bí quyết số 2, kiếm tiền ngay khi mua. Ví dụ, bất động sản có giá thị trường, tức giá mặt bằng chung là 1 tỷ đồng, bạn mua được với giá là 800 triệu. Bất động sản có giá thị trường là 5 tỷ, bạn mua vào với giá là 4,2 tỷ. Bất động sản có giá thị trường là 10 tỷ, bạn mua vào được giá là 7 tỷ đồng. Kiếm tiền khi mua được hiểu là luôn mua thấp hơn giá thị trường. Sai lầm hầu hết của mọi người là thường mua giá bằng thị trường và hy vọng trong tương lai sẽ lên giá. Đôi lúc sau khi mua xong, có thể thị trường đi lên và bạn có thể kiếm được tiền khi bán. Nhưng tư duy thông minh khi đầu tư là lãi ngay khi mua. Nhờ tư duy này, bạn có thể kiếm được tiền ngay cả khi thị trường đi lên và đi xuống. Với thị trường đi xuống, bạn có thể chọn khu vực thanh khoản là mua rẻ và bán cũng rẻ. Vậy câu hỏi số 2, bạn cần tự hỏi bản thân mình, tôi có đang mua rẻ hơn giá thị trường hay không? Hay tôi đang mua bằng giá thị trường và hy vọng? Bí quyết số 3, xét kỹ mối quan hệ giữa dòng tiền và lãi vốn. Nếu bạn mua xong bất động sản, xây nhà lên và có người đến thuê ngay thì nơi đó được gọi là có dòng tiền. Nếu bất động sản của bạn gần trường học, khu công nghiệp hay bệnh viện, bạn có thể kinh doanh buôn bán mà ra tiền ngay thì nơi đó được gọi là có dòng tiền. Và ngược lại, có rất nhiều nơi mà bạn mua xong, xây lên để cho thuê cũng không ai đến thuê hay kinh doanh được, nơi đó được gọi là không có dòng tiền. Còn yếu tố lãi vốn được hiểu đơn giản là tiềm năng tăng giá của bất động sản. Có những vị trí bất động sản bạn mua với giá là 40 đến 45 triệu đồng một mét vuông và sau 3 đến 7 năm nó tăng hoặc giảm không đáng kể từ 30 đến 50 triệu đồng trên một mét vuông. Và có những vị trí khác bạn mua với giá là 3 đến 10 triệu, sau 3 đến 7 năm nó tăng thành 20 đến 50 triệu đồng. Ở những nơi phát triển rồi, giá bất động sản thường tương đối ổn định. Ở những nơi đang phát triển, bất động sản sẽ tiếp tục được hưởng yếu tố lãi vốn thì đây là câu hỏi bạn nên mua ở đâu. Nếu bạn chọn sai, đồng tiền của bạn sẽ không sinh sôi nảy nở. Nhiều tài sản trong nội thành không còn yếu tố lãi vốn cao và ngược lại, khá nhiều tài sản ở quá xa trung tâm không có yếu tố dòng tiền. Chính vì vậy, lãi vốn và dòng tiền là hai tiêu chí quan trọng nên xem xét trước khi đầu tư. Hai câu hỏi khác bạn nên tự hỏi trước khi mua bất động sản là bất động sản này có dòng tiền hay không, hay bất động sản này có yếu tố lãi vốn cao hay thấp. Bí quyết số 4, chuẩn về mặt pháp lý. Một số bất động sản pháp lý không chuẩn, ví dụ như chưa có sổ hoặc chưa chắc đã làm được sổ. Trong quá trình giao dịch, bạn được chủ nhà, chủ đất hay chủ đầu tư hứa rằng yên tâm đi, không lo đâu, anh chị sẽ làm sổ đỏ cho em. Sau đó bạn đặt cọc một khoản tiền lớn hoặc thanh toán hết số tiền, sau đó không ra được sổ hoặc xảy ra tranh chấp, kiện tụng cũng là rủi ro khiến bạn mất tiền. Vì vậy bạn cần nhớ,
Luôn kiểm tra kỹ thông tin pháp lý của tài sản bằng cách hỏi địa chính, phòng tài nguyên môi trường hay các cơ quan chức năng, người am hiểu về bất động sản trước khi tiến hành giao dịch đặt cọc hay mua bán. Câu hỏi bạn nên tự hỏi, tình trạng pháp lý bất động sản này như thế nào? Và bí quyết số 5 là không gian, phong thủy, hạ tầng và dịch vụ. Ví dụ bạn mua bất động sản mà không để ý rằng ra chợ mất 5 km, lên bệnh viện là 30 km, đi uống cà phê là 3 km, hay đưa con đi học là 15 km, hay điện và nước thường xuyên bị mất, hạ tầng hay bị ngập lụt, xung quanh không có cây cối, công viên, không có khuôn viên cho trẻ con, chi phí dịch vụ cao, chất lượng xây dựng kém, hay gần nhà có mồ mả, đình chùa, miếu mạo, nghiện hút, trộm cắp. Nhiều người mua bất động sản chỉ vì yếu tố rẻ, vừa tiền mà bỏ qua các yếu tố này. Vì vậy, câu hỏi số 5 dành cho bạn là bất động sản này có không gian và phong thủy, hạ tầng và dịch vụ như thế nào? Tổng kết lại, 5 tư duy đúng trước khi quyết định đầu tư. Số 1, tính thanh khoản. Số 2, kiếm tiền khi mua. Số 3, lãi vốn dòng tiền. Số 4, pháp lý. Số 5, không gian, phong thủy, hạ tầng và dịch vụ. Bạn cũng đừng quên đầu tư vào kiến thức trước khi đầu tư vào bất động sản. Vì dù làm bất cứ lĩnh vực gì, bạn cần có hiểu biết sâu sắc về nó. Có quá nhiều người mất tiền trong đầu tư bất động sản, nhiều người mắc nợ, phá sản và thất bại hoàn toàn. Nếu bạn may mắn xem được video này, hãy lưu giữ lại, ghi chép lại, nắm vững nó và hướng dẫn, chia sẻ cho những người xung quanh để cùng tránh rủi ro và kiếm tiền thêm lợi nhuận. Hãy sử dụng bất động sản để giúp mình trở nên giàu có. Giống như câu nói, bất động sản là con đường tất yếu mà sớm muộn bạn cũng phải đi qua. Video này được thực hiện bởi đội ngũ của tìmnhadẹp.net. Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ như mua bán, ký gửi và tư vấn đầu tư bất động sản chuyên nghiệp tại Bắc Ninh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.